Hương Giang ăn mặc thảm họa, lộ thân hình kém nuột bị netizen chế giễu như mấy chị hát hội chợ. Nếu như những bức ảnh chỉnh sửa trước đó của Hoa hậu Hương Giang được nhiều người khen nức nở, thì loạt ảnh hậu trường mới đây của cô khiến nhiều người tá hỏa muốn xỉu ngang. Hương Giang được biết đến với vai trò ca sĩ, diễn viên, người mẫu, hoa hậu, không chỉ gây ấn tượng bởi tài năng, cô nàng còn được xếp vào top những mỹ nhân hàng đầu trong giới showbiz Việt. Thậm chí mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện hay những bộ ảnh mà cô đăng tải trên nền tảng mạng xã hội của mình, Hương Giang đều lựa chọn cho mình những thiết kế khá táo bạo, khoe trọn đường cong nóng bỏng, từ xương quai xanh gợi cảm, vòng một đầy đặn cùng đôi chân dài miên man. Bên cạnh đó là da trắng mịn màng cùng diện mạo xinh đẹp rạng rỡ của Hương Giang cũng nhận được rất nhiều lời khen từ khán giả. Ngày càng đẹp quá em ơi, nhìn thích mắt thật. Mê quá mê, đẹp không tì vết, dáng cũng nuột nữa. Ước gì có thể yêu được Hương Giang, xinh quá. Tuy nhiên, trái ngược với những bức ảnh đẹp hoàn hảo không tì vết của Hương Giang mà nhiều người vẫn thường thấy trên chương trình truyền hình thực tế The New Mentor 2023 cũng như những shoot hình mà người đẹp chuyển giới đăng tải thì loạt ảnh hậu trường chưa được chỉnh sửa lại khiến nhiều người sốc nặng. Cụ thể mới đây, trên một nhóm hóng chuyện đã đăng tải một số bức ảnh hậu trường của Hương Giang, trong ảnh người đẹp chuyển giới lựa chọn bộ trang phục màu đen hở táo bạo. Tuy nhiên, không biết phải do góc chụp không mà khiến Hương Giang trong ảnh thảm họa với bộ trang phục cũng như thân hình dù có thon gọn nhưng vẫn lộ đường nét thô kệch. Sau khi loạt ảnh đăng tải đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, cư dân mạng thi nhau bàn tán rôm rả và để lại nhiều ý kiến trái chiều. Một số người đã để lại bình luận: "Nếu không nói là Hương Giang thì tôi cứ nghĩ mấy chị hát hội chợ không đó, bỏ chữ chuyển giới cái, tao thấy thương bà hoa hậu Hương Giang hàng thật ghê. Body đẹp đó mà mặc cái váy đen đó nhìn giống đàn ông giả gái quá, nhìn như cây chuối suy dinh dưỡng vậy." Bên cạnh những lời chê bai chế giễu Hương Giang thì đâu đó cũng có một số ý kiến cho rằng thân hình của Hương Giang như vậy là quá ổn áp, cũng như một số người cho rằng sở dĩ đó là thảm họa là một phần do góc chụp, việc bị cư dân mạng mang sắc vóc ra bàn tán có lẽ đối với Hương Giang không còn quá xa lạ. Tuy nhiên, đối với những ý kiến trái chiều hay bình luận soi mói khuyết điểm hình thể của Hương Giang, tuy nhiên, nữ diễn viên sắc đẹp dối trá thường chọn cách ngó lơ. Cô từng tâm sự: "Quan trọng là mỗi ngày tôi cảm thấy vui vì mình càng trở nên xinh đẹp, tự tin hơn. Nói thật, tôi không buồn vì những lời soi mói như bàn chân, bàn tay. Nếu mọi người thấy vui thì cứ trêu, còn tôi thấy chuyện đó đã cũ với mình." Hương Giang được biết đến qua cuộc thi tìm kiếm giọng hát Việt Việt Nam Idol 2012 và có lẽ không ai ngờ rằng Hương Giang lại duy trì được sự nghiệp suốt 6 năm về sau, từ thí sinh chuyển giới đến khi trở thành ca sĩ là quá trình đầy gian nan. Nhưng Hương Giang còn làm được nhiều hơn thế khi vừa đăng quang hậu chuyển giới quốc tế 2018. Nhờ những thành tích mà cô đạt được trong sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân, khán giả hoàn toàn quên đi một ngọc thiếu với hơn 20 năm sống trong vỏ bọc của người con trai. Hai chữ chuyển giới gắn trước cái tên Hương Giang chưa bao giờ được nhắc đến một cách tự hào và hạnh phúc như thế. Thời điểm này, dư luận đã hiển nhiên xem Hương Giang là một nữ ca sĩ thực thụ, đủ sức trụ vững trong thị trường âm nhạc. Thậm chí Hương Giang còn được mời đăng ký chương trình The Remix mùa 3. Tại đây, người xem được chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của nữ ca sĩ so với thời điểm thi Việt Nam Idol. Hầu hết các đêm thi đều được cô biến hóa đa dạng, ngập tràn vũ đạo và hiệu ứng bắt mắt. Không những vậy, Hương Giang còn thành công khi cho ra mắt nhiều chương trình truyền hình, cuộc thi về người chuyển giới, về người mẫu thu hút sự quan tâm của công chúng như Miss International Queen Việt Nam và The New Mentor.